Nhu cầu cấp bách đó đã được ba tổ chức Hội xuất bản Việt Nam khu vực phía Nam, Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh bắt tay nhau để đưa ra những giải pháp được cho là hữu hiệu nhất để sớm đưa vào chương trình giáo dục phổ thông. Trong tiết mục Diễn đàn Văn hóa Nghệ thuật hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý khán giả phần 1 trong loạt chủ đề Thói quen đọc sách hình thành nhân cách cho học sinh. Mời quý khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh với lợi thế của một thành phố trẻ năng động sáng tạo, khát khao tri thức, nhạy bén tiếp cận và thích nghi cái mới là nơi xuất phát những đột phá, những thể nghiệm mới, trong đó có ngành giáo dục. Những ngày cuối tháng 8 năm 2019, ba đơn vị là Hội xuất bản Việt Nam, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng ngồi với nhau đưa ra phương án để làm sao tạo được thói quen đọc sách cho học sinh trong bối cảnh cả nước chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Bởi thói quen đọc sách sẽ hình thành cho con trẻ những hành vi, nhận thức, suy nghĩ tích cực trong cuộc sống, là nền tảng để các em phát triển về nhân cách sau này. Đọc sách cũng là một cách tiếp cận với thế giới tri thức muôn màu. Sách soi sáng trí tuệ, nâng cao sự hiểu biết. Đối với nhiều người, sách là món ăn tinh thần không thể thiếu và đôi khi còn giúp họ vượt qua nghịch cảnh. Thế nhưng theo nhận định của nhiều người, thì hiện nay giới trẻ ngày càng lười đọc sách mà lại yêu thích những loại hình giải trí hay nhìn khác. Đó cũng là nỗi trăn trở của các bậc phụ huynh cũng như những nhà giáo dục. Và nếu không có nó, có lẽ giờ đây tôi chỉ nắm trong trường phòng. Từ nhỏ tôi bị họ chứng giới là khách tối da, chỗ nào tôi bị thì da chuyển màu trắng, còn chỗ nào tôi bị thì bị đen, nên tôi bị đi da rất là nhiều. Mặc dù nó không ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi, nhưng mỗi khi ai đó nhìn tôi và hỏi về nó, tôi giống như một con da bị bắt thợ săn bắt tại chợ. Vậy là tôi chọn cách lảng tránh hoặc nói dối. Tệ hơn nữa, bệnh của tôi rất hiếm gặp và khó điều trị. Càng lớn tôi càng tự tin về căn bệnh này, cho đến khi tôi đọc cuốn sách Hùng Lên Chính Mình, tôi nhận thấy họ phi thường, khả năng chịu đựng và vượt qua thử thách bản thân mà tôi nể phục. Họ bị bệnh nguy hiểm tới tính mạng, bị suy giảm trí nhớ, bị trầm cảm, bị mất một cái tay, nhưng tất cả đều không ngăn họ đến với một tương lai tươi sáng. Tôi đọc, suy ngẫm và so sánh. Tôi bị bệnh không đến mức nguy hiểm tính mạng. Bệnh này không làm giảm trí nhớ của tôi. Tôi chưa tự ti đến mức trầm cảm và tôi không hề mất một cái tay hay cái chân nào. Tôi lành lặn, chỉ là một vấn đề rất nhỏ so với họ. Vậy thì tôi buồn và tự ti để làm gì nhỉ? Tôi có thể không hoàn hảo về thể chất thì tôi sẽ đọc sách để mình hoàn hảo ở tâm hồn và tư duy. Lúc chúng tôi đi học, liền thi đại học, chúng tôi cũng tự luyện và chúng tôi nhờ sách và chúng tôi đậu vào.